Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Didier Tholot lên tiếng rõ khả năng Quang Hải tham dự AFF Cup 2022. Bàn thắng mới đây của Quang Hải vào lưới Rodet có thể cải thiện vị trí của cầu thủ này tại Pau FC, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ hội tham dự AFF Cup 2022 của Quang Hải sẽ giảm đi. Ở trận đấu tại vòng 11 League 2, Quang Hải đã chính thức có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Pau FC. Tiền vệ người Đông Anh không được ra sân ngay từ đầu. Anh được huấn luyện viên Didier Tholot thay vào sân khi trận đấu gần kết thúc. Chỉ 8 phút sau đó, Quang Hải đã ghi bàn thắng lịch sử. Khi quan sát tinh tế, anh di chuyển xuống phá bẫy Việt vị. Quang Hải nhận bóng từ đường chọc khe của Sabir Konassi và tung cú sút chân trái vào góc gần. Bàn thắng của Quang Hải đã giúp Pau FC thoát thua trong trận đấu gặp Rodet. Ngoài ra, đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại League 2 trong sự nghiệp của Quang Hải. Đó có thể xem là cột mốc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp quần đùi áo số của tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Bàn thắng này chứng tỏ Quang Hải đang thích nghi tốt hơn ở đội bóng nước Pháp, đang tìm thấy sự tự tin ở châu Âu. Một Quang Hải như thế sẽ khiến cho Pau FC nói chung và huấn luyện viên Didier Tholot nói riêng khó buông cầu thủ này. Nhưng bên cạnh đó, ngay tuyển Việt Nam tập trung thi đấu AFF Cup 2022 cũng gần hơn. Cần biết rằng khoảng thời gian thi đấu AFF Cup 2022 chung với khoảng thời gian bắt đầu lượt về của giải League 2, câu chuyện Quang Hải nên về đá AFF Cup hay ở lại để tìm cơ hội ở League 2 từng được tranh luận khá nhiều. Kể từ khi gia nhập Pau FC, cơ hội của Quang Hải ngày càng bị thu hẹp. Bằng chứng là việc anh đã không thường xuyên được đá chính, cơ hội xuất hiện trên sân cũng thu hẹp dần đi. Huấn luyện viên Didier Tholot từng thẳng thắn nói với báo chí Việt Nam rằng Quang Hải vẫn cần thời gian để hòa nhập, hạn chế của tiền vệ này chính là khả năng tranh chấp. Tuy nhiên, ông Didier Tholot cũng nói rằng sẽ luôn tạo cơ hội để Quang Hải có thể thi đấu cho Pau FC. Một trong những cơ hội đó đã được tiền vệ số 19 tận dụng thành công, đó là pha ghi bàn quan trọng để Quang Hải có thêm sự tự tin. Với việc thi đấu tại một giải chuyên nghiệp của châu Âu, nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, áp lực dành cho Quang Hải là rất lớn. Quang Hải càng quan trọng với Pau FC thì đội bóng chủ quản càng cần đến sự có mặt của anh, thay vì chấp nhận để anh về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Trước đó, huấn luyện viên Didier Tholot nhận xét: "Tôi tin vào tiềm năng của Quang Hải, cậu ấy có tố chất tốt với những đường truyền có thể dẫn đến bàn thắng. Tôi tin tưởng Quang Hải sẽ giúp Pau FC giành chiến thắng ở các trận đấu sắp tới. Tôi không lo lắng gì về trường hợp của cậu ấy. AFF Cup là giải đấu nằm ngoài hệ thống các giải đấu cũng như nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA, nên đối với AFF Cup, các câu lạc bộ từ khắp thế giới không có nghĩa vụ trả quân cho các đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á." Trước Quang Hải, một ngôi sao lớn khác của bóng đá Đông Nam Á là Chanachit Songkrasin Thái Lan từng khẳng định sẽ không dự AFF Cup bởi Chanachit bận thi đấu cho câu lạc bộ Kawasaki Frontale Nhật Bản trong khoảng thời gian diễn ra giải vô địch Đông Nam Á 2022. Thực tế, Quang Hải cũng không dễ từ chối đề nghị của thầy Park khi từng cho biết sẽ cố gắng để đạt nguyện vọng với Pau FC nhằm nhận sự đồng ý để về đá AFF Cup 2022. Nhưng giờ đây, khi đối thủ lớn và khó khăn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo là Thái Lan không có Chanachit, xem ra Quang Hải cũng dễ nói lời từ chối cố gắng trở về bằng mọi giá như trước đây. Không còn lăn tăn chuyện xin về dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ thảnh thơi hơn cho việc lớn nhất là chứng tỏ bản thân tại Pháp thì rõ ràng đáng mừng đấy chứ. Quang Hải đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Pau FC ở trận hòa 2-2 với Rodet ở vòng đấu thứ 11 League 2. Trong tâm trạng lâng lâng sung sướng sau bàn thắng lịch sử, Quang Hải vẫn không quên cài câu nói có lợi cho huấn luyện viên Park và đội tuyển Việt Nam. Quang Hải trở thành người hùng của Pau FC trong trận đấu với Rodet. Sau khi được tung vào sân ở phút 78, tiền vệ người Việt Nam đã tỏa sáng với bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho Pau FC ở phút 86. Đặc biệt nữa, đây còn là bàn quyết định giúp Pau FC kéo lại một điểm trước Rodet trên sân nhà. Bàn thắng này còn có ý nghĩa lớn với Quang Hải và bóng đá Việt Nam. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1997 đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn thắng ở Pháp. Chia sẻ nhanh với tờ La Rep des Pyrenees, tiền vệ này thừa nhận vô cùng hạnh phúc sau khi làm nên lịch sử. Anh cho biết, đây là bàn thắng có ý nghĩa rất lớn với cá nhân tôi. Pha lập công đầu tiên trên đất Pháp đã tiếp thêm động lực cho tôi. Nó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thi đấu thật tốt, đóng góp vào thành tích của Pau FC. Đáng chú ý, Quang Hải còn dành lời chia sẻ đặc biệt về đội tuyển Việt Nam. Sau khi cảm ơn huấn luyện viên ở Pau FC, ông Tholot: "Khi có được sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng Pau FC thì cá nhân tôi cảm thấy đó là nguồn động lực rất to lớn. Tôi nghĩ rằng quay trở lại từ đội tuyển quốc gia giống như một nguồn động lực mới để có được phong độ cũng như sự thích nghi, hòa nhập tốt nhất để đóng góp vào thành tích chung của câu lạc bộ." Cần biết trước đó, Quang Hải đã có buổi nói chuyện riêng với huấn luyện viên Park Hang-seo về vấn đề AFF Cup 2022. Phía thầy Park và tuyển Việt Nam dĩ nhiên muốn có Quang Hải ở sân chơi lớn nhất khu vực. Về phần Quang Hải, ngôi sao này cũng nhấn mạnh anh muốn về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề là AFF Cup 2022 không thuộc lịch FIFA. Pau FC có quyền không nhả người cho đội tuyển Việt Nam.
Quang Hải cũng chỉ có thể chia sẻ sẽ cố gắng thuyết phục câu lạc bộ nước Pháp cho mình về nước, và có vẻ sau khi bàn thắng ở trận đấu giúp Pau FC cầm hòa Rodez, Quang Hải đã nghĩ ngay tới việc khéo léo tìm cách đánh động đội bóng nước Pháp cho mình trở lại đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Đấy là tình cảm, tinh thần trách nhiệm rất cao mà Quang Hải, người đang phải cố gắng phấn đấu ở trời Tây, dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như bóng đá Việt Nam. Được biết, trước khi có được bàn thắng này, Quang Hải đã trải qua thời gian thất vọng ở Pau FC. Tiền vệ người Việt Nam đã ra sân 7 trận cho câu lạc bộ hạng 2 Pháp, trong đó có 2 trận đá chính nhưng không có nổi bàn thắng và pha kiến tạo nào. Nhiều người lo ngại rằng Quang Hải sẽ trở thành người thừa ở Pau FC. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Tholot vẫn dành sự tin tưởng cho tân binh người Việt Nam. Với một điểm có được ở trận đấu gặp Rodez, Pau FC hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng League 2 với 11 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đội xếp dưới La Van 1 điểm. Khoảng cách giữa Pau với nhóm cuối bảng gồm Sen, Esten, Nimes và Chamois cũng là 3 điểm. Bàn thắng của Quang Hải đến vào thời điểm anh đang gặp rất nhiều khó khăn tại Pau FC. Quang Hải được ra sân khoảng 220 phút trong cả 8 trận đấu, nhưng thời gian ra sân ngày một ít hơn so với lúc mới gia nhập. Nhưng Quang Hải chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn tập luyện nghiêm túc, thậm chí tự tập thêm trong ngày nghỉ tại Pháp ngay khi khoác áo đội tuyển Việt Nam trở về để chờ cơ hội tỏa sáng. Tiền vệ Stevie Brunas đã nói về Quang Hải trong cuộc phỏng vấn với tờ La République des Pyrénées. Anh chia sẻ, tôi vẫn luôn tin tưởng vào cậu ấy. Tôi vui thay cho Hải, mùa giải sẽ còn dài. Cậu ấy cần phải tiếp tục nỗ lực và sẽ được đền đáp. Người đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Pau FC. Theo Brunas, trận đấu với Rodez diễn ra theo một kịch bản gây khó chịu. Anh cùng đồng đội bước vào thời gian nghỉ giữa giờ với lợi thế dẫn trước 1-0, nhưng sau đó bị thủng lưới trong vánh ngay khi bắt đầu hiệp 2. Đó là một bước ngoặt, chúng tôi đã mất phương hướng để rồi tiếp tục thủng lưới thêm lần nữa. Pau FC đã không thể duy trì một phong độ nhất quán, có những lúc chúng tôi chơi tốt, lúc khác lại không. Trong cuộc phỏng vấn, Brunas một lần đề cập tới khả năng phòng thủ. Anh chia sẻ thêm, chúng tôi hiểu rằng khi dẫn bàn, mỗi phút trôi qua đều dẫn tới một kịch bản có lợi, nhưng chúng tôi không thể bảo toàn lợi thế. Để có được điểm số, điều quan trọng là phòng ngự chắc chắn, bằng mọi cách giữ được tỷ số nếu dẫn bàn. Bài học rút ra là chúng ta phải tự nâng cao trình độ của cá nhân và tập thể để tìm kiếm chiến thắng. Trên thực tế, hàng thủ vẫn là vấn đề nhức nhối của Pau FC. Họ đã bị đối phương chọc thủng lưới đến 8 trên 10 trận mùa này. Ngoài ra, có 6 trận Brunas cùng đồng đội vươn lên dẫn trước thì 4 trong số đó họ không thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn. Trận gặp Quivali, Rusen, Pau bị gỡ hòa sau 19 phút. Trận với KN là 16 phút, Sten, Antini là 6 phút và mới nhất là 5 phút trong trận tiếp Rodez trên sân nhà. Tuy vậy, Pau FC cũng đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở khía cạnh tấn công. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật, họ đã thực hiện 12 cú sút và tạo ra 3 cơ hội đặc biệt ngon ăn. Bên cạnh đó, Brunas cũng ca ngợi tâm lý chiến đấu của Pau FC. Có những lúc chúng tôi có thể từ bỏ, nhưng không, cả đội đã không bỏ cuộc, tiếp tục đến những phút cuối cùng và được đền đáp. Tiền vệ này khẳng định, Brunas đã chính tới phút 82 thì rời sân, chỉ được SofaScore chấm 6,9 điểm. Trong khi đó, Quang Hải vào sân từ ghế dự bị đã được chấm 7,2 điểm. Với bàn thắng đầu tiên ở League 2, Quang Hải được báo chí Pháp khen ngợi, gọi là vị cứu tinh của câu lạc bộ Pau. Hải cho biết bàn thắng này mang nhiều ý nghĩa, sẽ là động lực để anh tiếp tục hòa nhập, thích nghi và đóng góp tốt hơn cho đội bóng.